Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là cái con Samsung S2 cấp. Thì cái con này em dùng làm máy chính được khoảng tầm cũng phải được khoảng 4 5 tháng rồi. Thì cái con này này hoàn toàn là không hề có một lỗi nhỏ nào nhé các bác nhé. Chỉ duy nhất là nó là máy lock và không dùng được sim nhé. Cũng không hẳn là không dùng được sim. Bây giờ thì đã có unlock được rồi, nhưng mà giá unlock nó đắt quá. Hình như tầm 4 hay 5 triệu ấy. Thì cũng không đáng để mà unlock các bạn, thì để dùng vẫn bình thường nhé, có nghĩa là dùng wifi bình thường, nó chỉ mỗi không dùng được sim thôi, chứ còn wifi rồi tất cả các thứ đều dùng bình thường hết, và em vẫn đang dùng nó làm một cái máy chính nhé các bạn nhé. Thì khi các bác dùng cái máy lock mà không dùng được sim ấy, thì bắt buộc các bác phải có một cái máy khác để các bác phát wifi cho cái máy này dùng, thì cái điều đấy có thể là hơi bất tiện đối với các bác, nhưng mà đối với em thì em thấy cũng không bất tiện cho lắm. Đấy thì em cũng nói rồi, cái máy này là máy chính của em, dùng được 4 5 tháng rồi và không hề có một lỗi nhỏ nào về chức năng ấy nhé, chứ còn về ngoại hình ấy, thì đương nhiên là sẽ có. Thì các bác cũng biết rồi đấy, trên cái dòng S22 series năm vừa rồi ấy, thì là có cái lỗi tróc sơn ấy. Thì em cũng đã có một clip để mà nói vấn đề đấy rồi, thì cái máy của em này là cũng có bị tróc sơn nhé các bác nhé. Đây thì em sẽ show cái ngoại hình cho bác xem cụ thể để bác dễ lựa chọn. Đây em sẽ show từng cạnh một nhé. Đây các bác, sạch đi. Đây thì đây là cái cạnh dưới này, cái cổng sạc này thì còn rất là mới nhé, em cắm cũng đã khá là cẩn thận nên nó không bị toét cái phần nhựa đâu, không bị gì. Đây có một vết cấn nhẹ này, đây cái hình như em bị va vào tường này, đấy va vào cái gì ấy, không nhớ, nhưng mà nó bị một một vết bé ở đây. Đấy, khai sim vẫn bình thường nhé, vẫn đẹp bình thường, không vấn đề gì. Đương nhiên là cái phần sơn ấy, cái phần sơn màu xanh này ấy, thì nó cũng có những cái vết vết gọi là cái vết lông mèo ấy, vẫn có nhé. Đấy thì đây là cái cạnh phải đây, đây cạnh phải thì đương nhiên nó vẫn chỉ có những cái vết lông mèo nhỏ nhỏ thôi, chứ còn nó không có cái vết gì to tát quá. Đấy còn đây là cạnh trên này, cạnh trên cũng thế thôi, cạnh trên thì cũng còn rất là đẹp. Cũng chỉ có vết lông mèo nhỏ nhỏ thôi. Tí nữa sẽ chỉ cho các bác những cái chỗ mà bị tróc sơn. Đây, còn đây là cạnh trái này. Cạnh trái có thể chỉ có vết lông mèo nhỏ nhỏ thôi, còn khá là đẹp nha các bác nhé. Thì đây, những cái chỗ tróc sơn mà em dùng em cũng khá là khó chịu. Với cái dòng này, cao cấp như vậy mà để cái lỗi rất là dở hơi. Thì đây này, các bác nhìn này. Cái phần đây gọi là cái gì nhỉ? Cái phần mép của khung viền này, đấy, đấy. Thì đây nó tại vì nó sắc cạnh ấy, đấy là mình hay hay tì vào đấy, hay mài vào đấy, hay miết vào đấy ấy. Thì đây nó bị tróc sơn này. Đấy. Đấy, nó cũng khá là khó nhìn nhưng mà chắc chắn là có góc sơn. Chỗ chỗ này nữa này. Đấy. Đây nhìn chỗ này bị rõ này con này, đây nhìn thế này. Tróc sơn này, đấy những cái mép mép khung viền này này. Đấy là tróc sơn này. Đó, bên này nữa này. Đó, có tróc sơn nha các anh nhé. Đấy thì chả biết phải nói thế nào, nhưng mà em có dùng ốp nhé, không phải là không dùng ốp đâu. Ba cái ốp em này này. Thì khi mà bán em sẽ tặng hết cái ba cái ốp này. Và cái lỗi này thì thực sự là bên Samsung tranh luận thì nó cũng quá nhiều, ông thì bảo tại không dùng ốp, ông thì bảo tại dùng ốp, thì cái đấy cũng chịu, nhưng mà kể cả các bác có dùng ốp thì nữa thì nó vẫn chắc nha các bác nhé. Đấy thì đây đây là cái mặt lưng, đây mặt lưng này thì còn rất là đẹp, các bác yên tâm, mặt lưng này còn tại vì mặt lưng này mặt lưng nhám mà cho nên gần như nó không xước tí nào luôn. Đấy và cụm camera đây, cụm camera còn cũng còn rất đẹp, không xước một tí nào. Đây có thể hoàn toàn yên tâm về cụm camera này, nó rất là đẹp luôn, không hề xước một tí nào ở cụm camera nhé. Em thì hài lòng nhất là cụm camera này, nó không xước nhau nhé, nó không bị xước ấy. Đấy, thế mới tài à, kiểu kính nó tốt đấy, không hề bị xước một bên nào. Đấy, kính camera rất là đẹp nha các bác nhé. Các bác có thể soi này, các bác có thể không không thấy, nhưng mà các bác yên tâm không hề xước tí nào. Rồi thì cái mặt lưng này còn rất đẹp, thì mặt trước đây, mặt trước thì em không dùng, em không dùng một cái miếng dán nào. Hồi khi mà mới mua về ấy, cũng hăng máu lắm, cũng đi mua cường lực này cường lực kia về dán, nhưng mà cuối cùng là dùng không sướng các bạn.
bóc là luôn. Thì đây là cái màn hình mà không dùng cái cường lực gì cả. Đương nhiên nó sẽ có những cái vết rước lông mèo rồi. Đó, vết rước lông mèo rồi. Nhưng mà nó cũng bé thôi. Bác đấy, bác nhìn này, như cái điện như này mà nó còn không không thấy mấy đấy, không chỉ là các bác nhìn thẳng thì hoàn toàn không thấy luôn. Đấy, cho nên là em thấy là cái mặt trước này còn rất là đẹp nha các bác nhé. Rồi, ok, nói chung ngoại hình con này thì nó đã xuống cấp rồi, nó bị chóc sơn, chứ còn những cái về camera thì hoàn toàn là bình thường nhé, không hề có vết xước nào. Thì về chức năng ấy, chức năng thì cũng chả có gì để mà nói cả, tại vì con này dùng wifi, à quên, dùng sim, không dùng được sim, dẫn đến là cũng chả nói gì nữa. Còn tất cả chức năng như wifi này, đây vẫn đang dùng wifi bình thường này, wifi bình thường đấy các bác nhá, đấy, dùng rất bình thường này, dùng 4 5 tháng rồi, có vấn đề gì đâu, không hề có một lỗi bé nhỏ nào luôn. Và màn hình con này thì đẹp, 120 Hz, và em thấy nó rất là mượt, thực sự là chả có gì đáng chê trách cả. Và em rất thích cái việc mà các bác thấy đây, bốn cái cạnh của con này nó đều nhau ấy, dùng nó rất là thoải mái. Nó thực sự với các bác là em đang dùng cái con S23 Ultra, nhưng mà nếu mà để cho cảm giác dùng thoải mái thì dùng con này vẫn thoải mái hơn. Đấy, em nâng cấp con kia bởi bởi vì thứ nhất là muốn trải nghiệm công nghệ để mà bắt kịp thời đại cho nó thế nào thôi, chứ còn để mà dùng quá trình thực tế hàng ngày thì con này vẫn tiện dụng hơn rất là nhiều. Và pin của con này nhé, pin của con này còn khá là trâu. Thì anh em xóa hết mấy cái phần mềm test pin rồi, thì vì em thấy nó không có tác dụng gì cả, không có các bạn, không hề có. Đấy thì các bạn yên tâm nhé, pin của này còn khá là trâu. Và nếu mà tại vì trước đây là em mua nó là full box mà, nó là em còn box đấy nhá, tí nữa em nếu em còn box của con này nhá, box và dây sạc của nó, cũng như con này là full box nha các bạn nhé, em quên không không để box ở đây, nhưng mà chắc chắn các bác là full box, box em còn giữ và có cái cọng xây cáp của nó nhé, thì các bác yên tâm. Thì con này là đấy, ngoài cái việc mà không có sim sóng thì nó chả có lỗi dầm lần gì cả, nên các bác cứ yên tâm mua con này về mà các bác cày game hay là sử dụng là phải chính, hoàn toàn bình thường, em thấy rất là bình thường luôn, quá bình thường luôn đấy. Thì về chức năng em không test đấy nha, bảo đảm cho các bác còn là không hề có một lỗi gì cả. Thì trước đây em cũng đã mua dùng trên con này bằng cái miếng dán da ấy, nhưng mà dán một thời gian thì nó không không ngon mấy nên em không dán nữa, bóc ra rồi. Thì đây em có mua một cái miếng skin này, skin màu đỏ này này đấy, thì em còn chưa dán, chưa hề dán, tặng kèm các bác luôn. Cái miếng này như mua 200.000 đấy, sẽ tặng kèm các bác này ba cái ốp này, một miếng skin này đấy, và hộp còn nguyên nhé, dây cáp còn nguyên nhé, các bác yên tâm nhé. Thì cái con này em đang bán là giá là 8 triệu tròn nhé các bác nhé, thực sự là cũng chả muốn bán đâu, nhưng mà thôi, em đang có nhiều máy quá không giữ lại thì lại thừa, cho nên là muốn nâng cấp cho nên là em bán thôi. Đấy thì con này nó hoàn toàn là đáp ứng được mọi nhu cầu giải trí của các bác đấy, từ bé đến cao, từ thấp đến to, cho nên là các bác cứ yên tâm, con này là tuyệt vời luôn, và chưa hề có một, em thấy nó không hề, trong quá trình dùng nó không hề có một lỗi nhỏ nào cả, rất là mượt. Rồi, ok, con nào mà thích con này thì liên lạc với em ở số Zalo góc màn hình đấy nhá. Ok, chào các bác.